Mình đợi bạn vào xong rồi mình sẽ bắt đầu học nhỉ. Được không? Thôi bây giờ mình sẽ học trước nhé, bạn bạn ấy sẽ vào sau nha. Con nghe cô nói không nhỉ? Ngọc ơi, mình học trước nha. Rồi con thấy màn hình của cô chưa? Con thấy rồi ạ. Ok, bây giờ mình sẽ nghe cái bài này và học từ mới nhé. Tí nữa con sẽ đọc cho cô nha.
Rồi bây giờ mình bắt đầu nghe cái bài đầu tiên này nhá. Đây. Anh con thấy màn hình của cô chưa? Dạ thấy được. Ok. Bắt đầu nghe nha. Bây giờ mình nghe nốt một lần nữa nhá. Các con nhớ nghe nhẩm theo nha. Rồi bây giờ hai bạn bây giờ hai con có nghe thấy hết cả bài chưa nhỉ? Cô ơi, con không có nghe rõ, với cả không nghe luôn. Không nghe luôn á? Không có nghe, cô không có nghe luôn. Không có nghe một tiếng gì luôn á cô. Trời, không tiếng á. Con không nghe tiếng gì luôn. Ngọc có nghe thấy gì không con? Ngọc có nghe thấy gì không con? Không ạ. Không à? Thì bây giờ cô để cô bật lại nhá. Sao nãy giờ không ai bảo cô? Listening 56. Listen. Rồi con nghe thấy chưa? Dạ rồi cô. Ờ vậy mình nghe lại nhá. Cô xin lỗi nhí. Bây giờ cô không biết. My day. Cô ơi, cô không nghe rõ nữa cô ơi. Con nghe. Mất tiếng rồi cô ơi. Con không nghe nữa cô ơi. Cho sao cô tắt mic hay sao? Sao đấy, sao đấy? Không nghe thấy gì luôn cô. Mà tắt mất rồi cô. À ừ nhỏ. Không nghe thấy gì. À rồi rồi rồi, ok. Để cô bật lại. Cô xin lỗi nha. Trời ơi. Ok, hai bạn để ý lại cho cô nha. Listening 56. Listen, sing. My day. Yeah.
I have a shower every day. I have my breakfast every day. I'm busy all day long. Nó lá quá cười. It's the school bus every day. I have my lessons every day. I see my school friends every day. I'm busy all day long. My homework every day. Then I go outside and play. I'm very busy every day. I'm busy all day long. Mạng bên nó hơi lát. Ngọc có thấy lát không con? Dè dè. Nghe nó cứ lát lắm. Dè dè dè. Vậy hả? Thôi nhá, bây giờ mình thôi, nãy giờ mình nghe. Mình nghe nhiều rồi, bây giờ mình đọc nhá. Bây giờ mình thôi, nãy tại mình chắc là do mạng nó hơi yếu đấy. À, thế bây giờ chắc là Quỳnh đi, Quỳnh đọc cho cô bài này xong rồi Quỳnh đọc cho cô đoạn thứ nhất đi. Quỳnh ơi. Dạ cô. Ừ, Quỳnh đọc cho cô đoạn thứ nhất đi con. My day. I get up. Từ đó là sao cô? Hôm bữa cô dạy Quỳnh rồi mà đúng không? Quỳnh nhớ không? Không. Đọc lại cho cô nha. Từ đấy là early, nhớ chưa nào? Early. Ừ, early. Đọc cho cô hai lần đi. Early. Early. Ừ, rồi đọc cho cô. Đọc tiếp. Early. Every day hả cô? Every day. Every day. I start từ này đọc sao nhỉ? Hôm bữa cô mới dạy xong. Quỳnh về, Quỳnh có học lại từ cũ không đấy? Đã có cô. Ừ, thế từ này đọc sao? Cô là... đọc là shower. 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 Ừ, đọc tiếp cho cô. Showers. Every day. Every day. Every day. I have my... sao nhỉ, từ này đọc sao? My breakfast. 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 Rồi, tiếp cho cô. Every day. Every day. Every day. Ừ, đúng rồi. Every day. I'm first. Từ đấy là busy. 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 Please. Đọc tiếp cho cô nào. On. Om. Om. O. O. All day long đúng không? All day long, dạ vâng. Rồi Quỳnh dịch cho cô đoạn đầu nói đấy luôn đi. Toàn là những từ mà ngày hôm bữa trong lớp bữa cô đã dạy cho Quỳnh rồi đúng không? Bây giờ Quỳnh dịch cho cô đi. Vâng, tôi dạy, tôi dạy, tôi dạy và early là gì? Early. Bữa cô có ghi từ này nghĩa để mình về học rồi mà. Dậy cô. Get up là dậy rồi, thế early là gì? Sớm. Sớm. Ừ, đúng rồi. Rồi dịch lại từ đầu cho cô. Tôi dậy sớm. Every day là gì con nhỉ? Đúng dạ cô là...
Every day là mỗi ngày. Quỳnh nhớ chưa? Nhớ. Ừ, nếu con không nhớ thì con viết nghĩa bên cạnh xong rồi con về nhà con học lại đúng không? Hôm bữa cô đã bảo con về nhà học từ mà đúng không? Ừ, rồi dịch tiếp cho cô. Mỗi ngày. Nào Quỳnh dịch nhanh để cho bạn Ngọt dịch nào. Ơi ơi ơi. Tôi làm sao? Have a shower. Hôm bữa cô dạy là gì? Lấn răng. Không phải. Have a shower là gì đây nhở? Have a shower là tắm đúng không? Tắm. Ừ. Rồi dịch cho cô nào. Dịch đi. Tôi tắm mỗi ngày cô. Ừ. Tôi tắm mỗi ngày. Tôi ăn sáng mỗi ngày. Ừ. Rồi. Câu cuối là gì? Sai cô. I'm busy all day long có nghĩa là tôi bận bịu cả ngày đúng không? Busy ở đây là bận. Nhớ chưa? Ừ. Rồi bây giờ Ngọc ơi, Ngọc dịch cho cô tiết đoạn 2 nào. Tôi bắt xe buýt đến trường mỗi ngày. Tôi nghe giảng mỗi ngày. À, mình có thể dịch I have my lessons every day. Đây là mình học mỗi ngày nha. Mình học bài mỗi ngày. Mình học bài mỗi ngày. Tôi gặp lại các bạn trong trường mỗi ngày. Tôi bận bịu cả ngày. Ừ, đúng rồi. Rồi còn đoạn cuối là I do my homework every day. Tôi làm bài về nhà mỗi ngày. Ừ, đúng rồi, tôi làm bài tập về nhà mỗi ngày. Then I go outside and play. Tôi đi chơi mỗi ngày. Ừ, đúng rồi, tôi ra ngoài và chơi. Tôi ra ngoài chơi mỗi ngày. Ừ. I'm very busy every day. Tôi rất là bận bịu mỗi ngày cô. Ừ, đúng rồi, tôi rất là bận bịu mỗi ngày. I'm busy all day long. Tôi bận bịu cả ngày đúng không? Vì là tuần trước Ngọc chưa có học những cái từ mới của tuần trước nên là có gì tí nữa cô sẽ ghi lại những từ cần học từ cũ ấy để cho Ngọc học nha. Vâng. Bây giờ cô sẽ dịch bài này lại một lần nữa. Quỳnh nhớ chú ý cho cô những từ mà Quỳnh chưa nhớ nha. My day. Một ngày của tôi. I get up early every day. Tôi thức dậy sớm mỗi ngày. I have a shower every day. Tôi tắm rửa mỗi ngày. I have my breakfast every day. Tôi ăn sáng mỗi ngày. I'm busy all day. All day long. Tôi bận bịu cả ngày. I catch the school bus every day. Tôi bắt xe buýt mỗi ngày. I have my lessons every day. Tôi học bài mỗi ngày. I see my school friends every day. Tôi gặp gỡ những người bạn trong trường của tôi mỗi ngày. I'm busy all day long.
Tôi bận bịu cả ngày. I do my homework every day. Tôi thì làm bài tập mỗi ngày. Then I go outside and play. Sau đó thì tôi đi ra ngoài và chơi. I'm very busy every day. Tôi rất là bận mỗi ngày. I'm busy all day long. Tôi bận bịu cả ngày. Được chưa nào? Hai bạn đã nghe rõ chưa nhỉ? Nghe rồi cô. Ừ. Rồi ạ. Quỳnh ơi, con đọc lại cho cô thử hai từ đầu này đi. Từ nào cô? Đây, từ cô đang chỉ vào này. Đây, để cô phóng to lên. Đây là, làm cho cô lại là xem con còn nhớ cách đọc không? I have a shower. Every day. Ừ, còn đây là? I have my breakfast. Ừ, đúng rồi. À, Ngọc ơi, have a shower là gì con? Have a shower là tắm. Ừ, đúng rồi, tôi tắm. Have tắm. Breakfast là gì con? Tôi ăn sáng. Ừ, đúng rồi. Ok. Mình sẽ đến tiếp bài. Bài thứ nhất, lesson 4. Listen, point, and repeat. Rồi bây giờ cô sẽ mở cái phần nghe lên. Rồi. Listening 68. Nó có nghe thấy không nhỉ? Listening 57. Listen and point. Rồi, nghe nha. Cow. Clown. Flower. House. Round. Mouse. Mouse. House. Cow. Flower. Clown. Round. Listen and repeat. Cow. Clown. Flower. House. Round. Mouse. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe thêm một lần nữa. Các con nhớ là vừa nghe vừa chỉ vào từng hình, tí nữa cô sẽ cho đọc lại nha. Listening 57. Listen and point. Cow. Clown. Flower. House. Round. Mouse. Mouse. House. Cow. Flower. Clown. Round. Listen and repeat. Cow. Clown. Flower. House. Round.
Mouse. Rồi. Các con đã nghe rõ chưa nhỉ? Ok, bài này sẽ có hai âm tiết, đó là ow và ow là ow và ou. Thì như người ta đã đọc hồi nãy là những cái từ bên ow mình sẽ phát âm theo kiểu như là cow, clown, flower. Còn ou là house, round, mouse, đúng không? Thì bây giờ Ngọc đi, Ngọc phát âm, Ngọc đọc cho cô 6 từ này xem nào. Cow, cow, flower, mouse, crowd, mouse. Ừ, đúng rồi. Quỳnh ơi, Quỳnh đọc giúp cô với. Clouds, clouds, flowers. Đọc lại cho cô nào. Những từ này đâu có S ở dưới cuối đâu. Sao lại nhấn cow, S đúng không? Ừ. Cow, cloud, flower. Từ này đọc sao? Từ này đọc sao? Flower. Đúng rồi, flower. Rồi tiếp cow, cô. Cow. Từ này đọc sao? Đọc lại cho cô nào. House. Đúng rồi. Rouse. Ừ, tiếp theo cô nào. Mouse. Ừ, đúng rồi. Hai từ này viết khác nhau nhưng mà mình phát âm giống nhau nhá. Nó là OW và OU nhưng mà nó đều phát âm là ow. Rồi. Các con phải nhớ nhìn vào những cái âm cuối này, nhất là Quỳnh nhá, không có S nên là mình không có kiểu đọc là cows hay là clowns nha, mà là cow, clown, đúng không? Yeah. Cow là gì? Cow là con bò. Ừ, cow là con bò. Clown? Chú hề cô. Ừ. Flower? Là bông hoa. Ừ. House? Là ngôi nhà. Round? Là hình tròn đó cô. Ừ, đúng rồi. Round là tròn. Mouse. Là con chuột. Ừ. Ngọc có nghe thấy không con? Ngọc có đang nghe cô giảng nãy giờ không nhỉ? Có. Rồi, bây giờ tiếp theo mình sẽ lại có một bài nghe nữa. Ngọc ơi, con có biết nghĩa của các từ này hết chưa? Con nói cho cô từng nghĩa của từng từ nào. Đọc lên xong rồi nói nghĩa cho cô nào. Cow là con bò. Ừ. Cow. Cow. Cow là chú hề. Ừ. Flower là bông hoa. House là ngôi nhà. Round là đường tròn hả cô? Round ở đây là tròn. Tròn thôi nhá. Tròn. Nó là tính từ. Ừ. Mouse là con chuột. Ừ, đúng rồi. Nhớ cho cô là hai từ này có cách đọc giống nhau nhưng mà viết khác nhau nhá. Ở đây là OW, còn đây là OU nhưng đều đọc là ow, đúng không? Rồi tiếp theo sẽ là một bài Listen and Chant. Bây giờ cô sẽ bật audio lên để hai bạn nghe và hai đứa nhớ nhẩm theo cái bài nhá. Tí nữa mình sẽ lại đọc một lần và dịch cho cô nghe nha. Listening 58. Listen and chant. A clown has flowers, red and blue. He has a round nose.
but only one shoe. He has orange hair. He's in his house. He jumps on a chair. He's scared of a mouse. Rồi mình nghe lại một lần nữa nhé. Hai bạn có nghe thấy người ta đọc không? Dạ nghe cô. Listening 58. Listen and chant. A clown has flowers, red and blue. He has a round nose, but only one shoe. He has orange hair. He's in his house. He jumps on a chair. He's scared of a mouse. Rồi, xong. Bây giờ, Quỳnh ơi, con đọc cho cô đoạn thứ nhất, xong rồi con dịch cho cô nghe nào. Chú ý những âm cuối có S và hoặc không S thì mình mới nhấn nha. Rồi, Quỳnh ơi. The clouds has flowers. Has the clouds has flower. Đúng rồi, flowers. 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 Có âm S ở cuối đúng không? Nhấn âm cho cô flowers. Flowers. Đúng rồi, tiếp. Red and blue. He has a... Từ đấy đọc sao? Nào, con nhìn lại ở trên này. Hồi nãy mình đọc là như thế nào? Round. Ừ. Round. Round. No, round. Nó không có âm S đúng không? Thì mình là round. Round. Nose. Bus only hả cô? Ừ. Bus only one soon. Đúng rồi. The clown has flowers, red and blue. He has a round nose, but only one shoe. Rồi dịch cho cô đoạn này đi Quỳnh. Dạ thưa cô. Chú Hề has là gì cơ? Has như kiểu là have á con. Đây là chú Hề là he đúng không? Thì nó sẽ là has. Has là gì? Has là mình bà. Học rồi mà. Bà hả cô? Bà hả? Has là có đúng không? Có. I have, she has là có. Rồi chú Hề có cái gì? Có bông hoa cô. Có một chiếc, một cái bông hoa. Sao lại có một cái bông hoa được? Có thế bông thì... hoa. Có bông hoa. Bông hoa này có S nghĩa là số nhiều hay số ít đây Quỳnh? Có nhiều bông hoa. Ừ. Có nhiều bông hoa thì mình có thể dịch là chú Hề có một bó hoa đúng không? Dạ. Ừ. Vì là nhiều bông thì mình có thể nói là một bó hoa. Rồi dịch tiếp cho cô. Màu đỏ và màu xanh nước biển. Ừ. Anh ấy có một cái mũi hình tròn. Bi tất. Sao? Nè, có gì sao nhỉ? But only one shoe là gì? But là gì con? But. Dạ thưa cô, but con nghĩa là... Con nghĩ con là nhưng cô à, đúng rồi nhưng làm sao but only one shoe only là gì nhờ cô theo con nghĩ only là gì lần trước cô có dạy rồi mà nhỉ only là ai nào only là chỉ đúng không duy nhất hoặc là chỉ
But only one shoe. Có nghĩa là nhưng mà chỉ đi có một gì? Shoe là gì? Shoe đâu phải là tất đâu. Shoe là gì? Đôi giày hả cô? Ừ, đúng rồi. Shoe là giày thôi. Khi nào shoes số nhiều mới là đôi giày đúng không? Ở đây chỉ có one shoe. Có nghĩa là một chiếc giày. Đúng không? Giày. Rồi. Vậy thì the clown has flowers. Chú hề thì cầm trên tay thì có một bó hoa. Red and blue. Màu đỏ và màu xanh. Ừ. He has a round nose. Anh ấy có một chiếc mũi hình tròn. Nhưng anh ấy có một đôi giày. Nhưng anh ấy chỉ đúng không? But only one shoe. Nhưng anh ấy chỉ mang có một chiếc giày đúng không? Yeah. Ừ. Rồi. Ngọc ơi, nãy giờ con có nghe thấy chưa? Thấy bạn dịch chưa? Rồi ạ. Ừ, vậy con dịch cho cô đoạn còn lại đi. Con đọc lên cho cô xong con dịch cho cô với. Who has orange hair? Từ đấy là đọc sao Ngọc nhỉ? Orange. Thì từ này đọc sao? Orange. Đó là hair. 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 Yeah. Ừ, đúng rồi. Hair. Cô. He's in his house. He jumps on a chair. 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 Con thấy không? Từ hair và chair đều có âm, đều có air ở đằng sau đúng không? Thì mình sẽ đều đọc là hair, chair, đúng không? Chair. Yeah. Ừ. He's scared of a mouse. Từ này đọc sao nhỉ? Từ đấy là scared. 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 Ừ, đúng rồi. Gì cho cô xem nào. He has orange hair. Hair. Nghe là tóc của anh ấy màu cam. He's in his house. Anh ấy ở trong ngôi nhà. Của mình. Đúng rồi. He jumps on a chair. Như là anh ấy nhảy lên một chiếc ghế. Anh ấy nhảy trên ghế. Đúng không? Anh ấy nhảy trên ghế. Lại cho cô nào. Scared. Scared. Đấy, con để ý cho cô thấy không? Hair. Chair và scared đều có cái âm tiết đọc giống nhau đúng không? Đều là đọc e. Hair, chair, scared đúng không? Hair, chair, scared. Dịch cho cô câu cuối này là he's scared of a mouse là gì? Scared là gì nhỉ? Sợ hãi đúng không? Sợ chuột. Anh ấy sợ con chuột. He has orange hair. Anh ấy có tóc màu cam. He's in his house. Anh ấy đang ở nhà của mình. He jumps on a chair. Anh ấy nhảy trên chiếc ghế. He's scared of a mouse. Anh ấy thì sợ con chuột. Đây các con để ý trong này nó có những từ giống như ở trên này. Nó sẽ có cái phát âm giống nhau, cách đọc giống nhau. Như là từ clown là âm ao giống với round, đúng không? Flower. Round. Đúng không? Đều có âm ao. Còn bên house. Này thì mình... đúng rồi. House. Đúng. Còn tiếp nữa là từ hair. 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 Và hair. Scared.
đúng hair. Rồi, nó sẽ phát âm giống nhau. Rồi, à, Quỳnh có nghe hiểu không con? Nghe hiểu con. Ừ. Bây giờ Quỳnh với Ngọc đọc cho cô những cái từ trong cái bài này mà có âm tiết giống nhau đi. Bây giờ Quỳnh đọc chưa đi? Có những cái từ nào có âm tiết giống từ clown nhỉ? Clown. Những từ nào rồi có âm tiết giống từ clown Quỳnh? Dạ thưa cô là clown cô. Đọc lại cho cô nào, từ đấy đọc sao? Flower, flower. 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 Ừ, tiếp, còn từ gì nữa? Có những từ nào con thấy giống vần với âm và từ clown thì con đọc lên cho cô. Blouse. Brown. Râu giống không cô? Brown. Ừ, brown đúng rồi, brown. Rồi tiếp lên này. Còn một từ nữa, còn một từ gì nữa? Còn hai từ cơ. Ở bên đoạn bên này này, con có thấy không? Có từ gì nào? The mouse. Ừ. Và từ gì đây? How. Đúng rồi. Thế thì bây giờ Ngọc đọc cho cô xem có từ nào phát âm giống như từ hair. Ngọc ơi, Ngọc có nghe cô nói không? Cô hình như bạn này đang bị gì? À. Ngọc ơi, con nghe thấy cô nói chưa? Dạ, con nghe thấy rồi. Tìm cho cô cái từ nào mà đọc giống như từ hair này ở trong cái đoạn văn này. Có những từ mà his với he là Thao Quỳnh, con hỏi gì đấy? His với he á cô cùng một nghĩa nhưng mà đọc giống nhau không cô? Không, his với he là hai từ, nó là cùng một nghĩa nhưng đều là, nó là kiểu he là anh ấy, his là của anh ấy, he là he với his khác nhau, tại vì his ở đây là sở hữu đúng không, của anh ấy cơ mà. Nhưng mà nó đọc khác nhau mà con, he với lại his đúng không, còn phẩy s ở đây là sở hữu thôi, he is. Quỳnh hiểu chưa? Dạ hiểu rồi cô. Ừ. Còn Ngọc ơi, Ngọc tìm cho cô từ phát âm giống từ he nào. Dạ, con không tìm thấy. Nãy không cô còn. Vừa nãy không, thì bây giờ con đọc lại cô từ nào trong cái đoạn văn này giống từ he nào hồi nãy cô chỉ rồi. Giống từ he hả? Ừ. Đọc phát âm giống từ he giống như ở trên này con thấy không? Là nó giống như là từ clown thì sẽ giống từ clown, flower, tại vì nó đều là âm ao đúng không? Ao. Thế còn ở dưới từ hair thì có từ gì nhỉ? Care. Ừ. Và một từ nữa. À, từ gì? Chair. Yeah. Chair. Chair và scare đúng không? Yeah. Ừ. Nó đều là air. Hair, chair và scare. Ok. Rồi. Hai con đã hiểu cái bài ở trên chưa? Nhận rồi cô. Ok. Bài đó có làm xong rồi cô, bài đó dễ lắm cô. Ừ. Ghê vậy, làm xong luôn rồi à? Thế bây giờ như câu đi à, mình làm lại một lần nha. Bài số 1 người ta đã cho ví dụ là đây, cái bài này là circle the odd one out, có nghĩa là mình sẽ khoanh vào cái từ mà nó khác biệt so với hai từ còn lại đúng không? Ví dụ 1 người ta đã cho này, người ta khoanh từ house là bởi vì sao?
tại sao lại khoanh từ house nhỉ? Có ai biết không? Cô là cow là o w house có nghĩa là cow là o w còn house là o u đúng không? U vâng. Cho nên nó khác chỗ đó cô. Đúng rồi, nó một cái vần o w và một cái vần o u. Rồi thế bài 2 Ngọc làm thử cho cô xem nào. Từ nào khác biệt so với hai từ còn lại? Và phần 2 ạ. Ừ, đây cái bài 2 này đây này. Con thấy chưa? Từ round. Crowd. Ừ, tại sao lại chọn từ round nhỉ? Tại vì nó không cùng tiếng A nhưng mà nó đều là phát âm là ao, nhưng tại sao lại chọn round? Nhưng mà hai từ còn lại là o w còn nói là o q. Ừ, đúng rồi. À, tiếp đến câu số 3 nào, Quỳnh ơi. Dạ thưa cô, con chọn flower. Ừ, là vì sao chọn flower? Bởi vì là flower là o w và u còn ao. Hai từ kia là are you. Ừ, đúng rồi. Tiếp câu số 4, Ngọc ơi, câu cuối. Con chọn từ cloud. Ừ. Cloud. Tại sao lại chọn cloud? Hai từ còn lại là O-U, còn từ cloud là O-W. Ừ, đúng rồi. Đây, đến tiếp bài 5. Cũng giống như bài trên nhưng mà lần này mình sẽ xếp từ vào trong hộp O W và O U. Bây giờ cô cho hai bạn một phút nhìn sơ qua và tí nữa mỗi bạn sẽ làm một hộp nhá. Tí nữa bây giờ hai con cứ làm hết cả hai hộp này đi, xong rồi một phút sau cô sẽ kêu hai bạn là bạn bạn Ngọc đi, bạn Ngọc làm cái hộp đầu tiên, còn bạn Quỳnh làm hộp thứ hai. Rồi hai đứa làm đi. Bây giờ Ngọc làm cái ô đầu này đi này. Ô cô, có 4 từ thôi hả cô? Ừ. Round. 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 Em làm xong rồi cô. Ông có làm xong lâu rồi. Vậy Ngọc nói cho cô xem có những từ nào mà O W nhỏ. Từ cow, cow, a flower. Rồi. Brown là gì? Con biết không? Brown là gì đây? Nghĩa là gì? Flower. Brown. Ôi, cô... brown là gì? Hả? Cô ơi. Ôi. Brown là màu nâu. Are you a girl? Nó chỉ có 3 từ thôi á cô. O U. Nó có đúng 3 từ chứ. Ừ, 3 từ thì thôi, nếu 3 từ thì thôi, 3 từ thì con điền 3 từ thôi. À vậy hả? Ừ. Rồi. Ơ, sao lại 3 từ? Bây giờ nhá. Để con nhìn này. Từ shout đúng không? À, 4 từ, 4 từ nhầm. Ừ, đúng không? Từ ghi đọc sao nhỉ? Là từ nào cô? Cái gì, cái gì? Em nhìn thấy rồi. Are you tea á cô? Are you tea? Đúng rồi, từ out nữa đúng không? Out. Out. Thiếu từ này đúng không? Em nhìn thấy rồi. Brown là nghĩa là gì? Hai bạn nói cho cô brown nghĩa là gì? Màu nâu. Cô là màu nâu. Out. Là đi ra ngoài. Out là ở ngoài, đúng không? Ở ngoài, ở ngoài. Down là gì? Lát gì? Down là... Down là... Là gì ta? Down là xuống, là dưới đúng không? Down là xuống, là dưới. Học từ lớp 3 rồi. Giống như kiểu go down là đi xuống dưới, đi đúng xuống không? Dưới. Ừ.
Sit down. Down là... Ừ đúng rồi, sit down là ngồi xuống đấy, đúng không? Xuống là xuống dưới sit kiểu down. Thế. Ừ. Cloud là gì? Cloud là cloud là hè. Là... Đúng rồi, chúng ta là chú hề. Shout. Shout. Shout là gì? Có ai biết shout là gì không? Dạ không. Shout là gì? Shout là hét. 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 House là gì? Nhà. Round. Round hình như là hàng rào đúng không? Không, round là hình tròn. Hình tròn, okay, đúng rồi, hình tròn. Round là tròn đúng không? Nó là tính từ đó là tròn thôi. Hình tròn nó sẽ là circle. Oh. Nhưng mà round là tròn. Oh. Đúng không? Tròn. Nó là tính từ. Flower là... bông hoa. Flower là bông hoa. Ok. Đúng rồi. Ok, mình làm xong một trang rồi. Thì bây giờ hai cô trang. Sẽ cho hai trang. Hai trang. Một trang rưỡi. Rồi bây giờ cô sẽ cho hai đứa nghỉ tầm 10 phút nha. Xong mình sẽ quay lại mình làm tiếp bài ở dưới nhá. Mấy giờ vô? 8:42. Ừ đúng rồi. 8:42 vào nhá. Bây giờ là 32. Ok cô. Ok.
Rồi mình quay lại học nha. Đây để cô xem màn hình. Rồi, hai con thấy chưa? Dạ rồi, cô. Rồi mình lại tiếp tục nghe một bài nghe nữa nha. Bài nghe này chỉ kiểu mình biết cách đọc thôi. Con nhớ chú ý nha. 5, 9. Listening 59. Listen and point. First. Then. Next. Finally. Every day. Finally. Next. First. Every day. Then. Listen and repeat. First. Then. Next. Finally. Every day. Rồi. Các con nghe rõ chưa nào? Hai bạn có nghe thấy chưa? Quỳnh ơi, Quỳnh đọc cho cô lại những từ hồi nãy mình vừa nghe xong đi. Con chưa nghe được hả cô? Thế á, nãy giờ chưa nghe thấy á? Dạ vâng. Sao không bảo cô? Ngọc có nghe, nãy giờ có nghe thấy không con? Giờ không nghe tiếng. Đây để cô bật lại nhá. Listening 59. Nghe thấy chưa con? Dạ rồi cô. Ừ, nghe lại nha. Lần sau nếu mà không nghe thấy thì phải bảo cô nha. Listen and point. First. Then. Next. Finally, every day, finally, next, first, every day, then, listen and repeat, first, then, next, finally, every day. Rồi, bây giờ hai con nghe rõ chưa nhỉ? Nào bạn nào nghe rõ rồi mở mic lên nói cho cô biết nào. Con nghe cô ơi. Không nghe á? Con nghe thấy cô. À ok ok. Rồi, thế thì bây giờ Quỳnh đọc luôn cho cô năm từ này đi, năm từ hồi nãy. First. Nghe nè. First. Then. Next. 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 Primarily. Finally. Primarily. Every day. Rồi Ngọc đọc cho cô. Ngọc ơi, con đọc cho cô nào. Ngọc có nghe thấy cô nói không nhỉ? Ừ, con đọc cho cô 5 từ này đi. First. Then. Next. Finally.
Từ đấy là finally. Finally. Ừ. Every day. Okay. Every day. Rồi tiếp xuống đây mình sẽ nghe một cái bài nghe Mountain School. Bây giờ cô sẽ bật audio nghe và tí nữa hai bạn lại đọc và dịch cho cô nhá. Vâng. Listening 60. Rồi, hai con có nghe thấy không? Dạ có cô. Ừ. Listen and read. Mountain School. Sapa is in the north of Vietnam. A lot of families live on rice farms. The farms are far from towns or cities, so the children walk a long way to school. They have lessons in the mornings and help parents at home in the afternoons. They are very good students. I live on a farm in the mountains. It is a long way from the town. I walk for an hour to get to school. I get up early every day. First, I walk down the hills to get to school. Then, I have my lessons. Next, I walk home and help my parents on the farm. Finally, I do my homework in the evenings. Some of my school friends live 10 kilometers away from me. Rồi, mình nghe lại một lần nữa nhá. Các bạn chú ý vào để tí nữa mình dịch nha. Listening 60. Listen and read. Mountain School. Sapa is in the north of Vietnam. A lot of families live on rice farms. The farms are far from towns or cities, so the children walk a long way to school. They have lessons in the mornings and help parents at home in the afternoons. They are very good students. I live on a farm in the mountains. It is a long way from the town. I walk for an hour to get to school. I get up early every day. First, I walk down the hills to get to school. Then, I have my lessons. Next, I walk home and help my parents on the farm. Finally, I do my homework in the evenings. Some of my school friends live 10 kilometers away from me. Rồi, ok. Trước khi mà vào dịch bài thì bây giờ mình sẽ để xem là hai bạn có biết nghĩa của mình từ ở trên đấy nha. First là gì? Hai bạn nghe cô nói không? Dạ có cô. Thế first là gì? Ai biết nào? First, đây từ đầu tiên đây. First. Ừ. First là cô. Ừ, first là gì? Có ai biết không? Rồi, first là trước tiên, trước hết. Rồi, đọc lại cho cô nào, hai bạn đọc nào. First. 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 Đầu tiên đúng không cô? Trước tiên, trước hết. Đầu tiên, trước hết. Rồi, tiếp theo là then. Đọc cho cô nào, then. 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 Ừ. Then là gì nhỉ? Có ai biết không? Yeah. Con biết.
thưa cô là then là sau đó. Ừ, đúng rồi, then là sau đó. Thế còn next, next là gì? Như là sao đây? Con thường thấy trên siêu thị có mấy cái bảng tên chữ next cô. Ừ, thế next là gì? Next. Next sẽ là tiếp theo đúng không? À, tiếp theo hả? Tiếp theo. Rồi finally là gì? Finally. Là gì vậy? Cô không biết luôn rồi. Finally là cuối cùng. Cuối cùng. Cuối cùng. Everyday là gì? Everyday là chắc ai cũng biết rồi đúng không? Dạ vâng. Ừ, là gì? Everyday là gì? Bây giờ mình dịch rồi đấy. Everyday là mỗi ngày. Ừ. Rồi. Thế bây giờ mình bắt đầu dịch bài nha. Mountain School ở đây là trường học ở trên vùng cao, vùng núi, đúng không? Rồi, dạ, bây giờ Ngọc dịch cho cô đoạn đầu được không Ngọc ơi? Ngọc thấy màn hình của cô chưa nhỉ? Dịch giúp đầu với. Dịch cái đoạn này á cô. Ừ, đoạn mà Sapa á con. Sapa nằm. Bây giờ con đọc cho cô đoạn này trước, xong con dịch cho cô đi hả? Con đọc trước đi. Sapa is in the từ đấy đọc nào cô? Ừ, từ đấy là north. 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 North of Vietnam. Ừ. A lot of families meet on rice farm. The farm are far from towns. 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 Cows. Ừ, đúng rồi. Cows. So the children walk a long way to school. They have lessons in the mornings and have parents at home in the afternoons. They are very good students. Ừ, đúng rồi. Rồi, con dịch lại cho cô nào. Sapa. Ừ. Là Mont. Anh nhầm. Là một tỉnh ở Việt Nam mà cô. Đúng rồi, nhưng mà North là gì? Ngọc, North là gì con? Đúng rồi, nó là gì mới được nhỉ? Con đang nghĩ. North ở đây sẽ là miền Bắc đúng không? Miền, cô là mình đi là miền hơn luôn cô. North là miền Bắc. À, miền Bắc. North là Bắc thì ở đây mình sẽ dịch là Sapa là một trong những tỉnh ở phía Bắc Việt Nam đúng không? Yeah. Ừ. North of Vietnam, phía Bắc Việt Nam. Rồi, Ngọc dịch tiếp cho cô nào. Câu này dịch sao cô? Từ nào Ngọc? Cái câu số 2 á. Ừ. A lot of families live on rice farms. A lot of families là gì con? Một cái gì đó. A lot of là số nhiều nhá, có nghĩa là nhiều. Thế nên là a lot of families có nghĩa là nhiều hộ gia đình đúng không? Family là gia đình. Families là nhiều gia đình. Thì mình sẽ đọc là, mình sẽ dịch là hộ gia đình. Thì a lot of families live on rice farms có nghĩa là rất là nhiều hộ gia đình sống ở trên những cánh đồng lúa đúng không? Rice farms là cánh đồng lúa đúng không? Rồi, tiếp cho cô nào.
trên cánh đồng lúa. Trên những... À, từ từ nhá. Farms ở đây là nông trại nha con. Thì rice farms mình sẽ dịch là nông trại lúa. Rice farms. Nông trại lúa. Ừ. Ở đây. Farms là nông trại hoặc là trang trại nhá. Rồi, dịch tiếp là cô nào? The farms are far from towns or cities. Thì là gì? Dịch là sao? Wow. The farms. Ơi. Vậy chung là con dịch đoạn nào được trước con, con đọc mình con đọc trước con. Ừ, tí nữa. Nhưng mà bây giờ con phải chú ý vào đoạn này chứ. Tí nữa con sẽ đọc cái đoạn tiếp theo. Con sẽ đọc và dịch đoạn tiếp theo sau. Nhưng bây giờ con phải chú ý vào cái đoạn Ngọc dịch đã. Biết rồi con. Dạ vâng. Ừ. Ngọc, con nói sao con? Không, con biết. Trang trại lúa. Em chỉ biết là trang trại lúa. The farms are far from towns or cities. The farms ở đây là số nhiều, nó là những trang trại, đúng không? Những trang trại. Far from là xa. Far là rất là xa. Towns and towns or cities là ở thành, ở thị trấn hoặc là thành phố lớn ấy. Cities là thành phố lớn. Thế nên là mình sẽ dịch là những trang trại thì nó rất xa thị trấn, rất xa các thị trấn và thành phố lớn, đúng không? So the children walk around way to school. Way to school. Ở đây có rất nhiều trường học ạ cô. Children là gì? So the children walk a long way to school. Children là gì? Children sẽ là các trẻ con, những bạn trẻ con đúng không? Các bạn trẻ con thì phải walk là đi bộ nè, a long way là một quãng đường dài. Đến trường. Đúng. Đi bộ đến trường. Các bạn ý phải đi bộ một quãng đường rất là dài đến trường, đúng không? Ừ. Rồi tiếp cho cô nào. Có một họ có lessons. Ừ. Là gì họ nhỉ? Nghe vào trong buổi sáng. They have lessons in the mornings, có nghĩa là họ học bài đúng không? Họ học bài vào buổi sáng. Mornings có buổi sáng. Có chữ S thì mình sẽ dịch là học bài vào các vào mỗi các buổi sáng đúng không? And help parents at home in the afternoons là gì? Đi về. Và họ ra về buổi chiều. Sau đó họ phụ giúp bố mẹ ở nhà vào buổi chiều, đúng không? Vâng. Ừ. They are very good students. Hả? Học sinh ở đây rất tốt. Ừ, họ là những học bạn học sinh rất là ngoan, rất là tốt, đúng không? Rồi bây giờ cô sẽ dịch lại một lần nữa nhé. Mountain school là trường học trên vùng núi. Mountain là núi. Sapa is in the north of Vietnam. Sapa thì là một nơi, một địa điểm ở phía bắc Việt Nam. A lot of families live on rice farms. Có rất là nhiều hộ gia đình sống ở trên cái nông trại lúa. The farms are far from towns or cities. Những cái trang trại, những cái nông trại lúa đấy thì rất là xa các thị trấn hoặc là những cái thành phố lớn. So the children walk a long way to school. Vì thế nên là các bạn trẻ con phải đi bộ một quãng đường rất là dài đến trường. They have lessons in the mornings and help parents at home in the afternoons. Vào các buổi sáng thì các bạn ấy học bài. Và sau đó thì phụ giúp bố mẹ ở nhà vào buổi chiều. They are very good students. Các bạn ấy là những học sinh rất là ngoan. Đúng không? Rồi, hay bạn hiểu chưa nào?
Rồi, tiếp theo. Quỳnh ơi, dịch cho cô, đọc cho cô đoạn này xong rồi dịch nào. Cô ơi, để con... Con cứ nhìn vào từng câu xong rồi dịch. Ice little on tôi đã đọc sao cô? Cô đã dạy rồi nhỉ? Tôi đã đọc sao nhỉ? Nãy cô cũng dịch với bạn Ngọc rồi đây. Đọc là farm. 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 Is the mountains. Mountains. Is it long? It's long way, way, way from the town. To town, towns, town. Con thấy từ này, con thấy từ này giống từ clown hồi nãy không? Có O W nè, đúng không? Dạ, thì đúng mình phải đọc là town. Dạ. Towns. Ừ, rồi tiếp cho cô. Towns, eyes, what? I walk for an hour to get to school. I walk as hours for an hour. For an hour, hours to get to school. Mm. I guess oops. Ellie. Early. Early. Nào, Quỳnh nhớ cho cô nào. Early. Early. Tiếp. Early. Every day. First, I walk down. Walk down the Hills. Hills là gì vậy cô? Hills là những ngọn đồi. Được chưa? Rồi tiếp nào. Hills to a guest to school. Then I have my lessons. Âm ớ con ơi, lessons. Lesson. Lessons. Lesson. Ớ, lessons. Lesson. Đúng rồi. Next. Tiếp theo câu nào. Next. Next. I, next. I was I walk. Từ đấy đọc cho cô Ngọc Quỳnh. Walk. 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 I walk home and help my. Từ đấy đọc sao? My parents. Parents. Là nguy hiểm hả cô? Parents sao lại nguy hiểm? Trời ơi. Gì đấy hả Quỳnh? Trời. Cô đã dạy từ nguy hiểm nó còn khác từ này cơ mà Quỳnh ơi. Parents ở đây là bố mẹ nha, là phụ huynh. Phụ huynh. Thế còn nguy hiểm là gì Quỳnh nhớ không? Nhớ nhưng mà nhớ cô. Là gì là gì? Nguy hiểm là dangerous, nhớ chưa? Rồi thôi dịch tiếp cho cô đi. Rồi. Have my parents on the farm. On the farm. On the farm. Finally. I done my homework in the I do. Từ đấy là I do. I
do my homework in the evenings. Summer of my school friends. Little, đúng không cô? Live, đúng rồi. Sống lên live. Con. Live. Live. Ten. Rồi, để đọc là kilometers. 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 Away from me, đúng không? Away from me rồi đúng không? Ừ. Rồi bây giờ cô dịch luôn cho Quỳnh cái đoạn này nhá. Yeah. I live on a farm in the mountains. Có nghĩa là Ngọc chú ý luôn cho cô nhé. I live on a farm in the mountains. Tôi sống ở nông trại trên các vùng núi, trên vùng núi đúng không? Yeah. It is a long way from the town. Nó là một quãng đường rất là xa đến thị trấn. Có nghĩa là ở đây nó nói là cái vùng núi này rất là xa thị trấn. I walk for an hour to get to school. Tôi thì phải walk là đi bộ. For an hour có nghĩa là một tiếng đồng hồ đúng không? To get to school. Tôi thì mất một tiếng đồng hồ để đi bộ đến trường. I get up early every day. Tôi thức dậy sớm vào mỗi ngày. Tôi thức dậy sớm mỗi ngày. First, I walk down the hills to get to school. Trước tiên thì tôi đi bộ xuống dưới những ngọn đồi. Hills ở đây là những ngọn đồi đúng không? To get to school, để có thể đến trường. Then, I have my lessons. Sau đó thì tôi học bài, đúng không? Next, yeah. I walk home and help my parents on the farm. Tiếp theo đó thì tôi đi bộ về nhà và giúp đỡ bố mẹ ở nông trại. Finally, I do my homework in the evenings. Cuối cùng thì I do my homework in the evenings là sao Quỳnh nhỉ? Dịch sao? Dạ thưa cô là tôi không thích làm bài tập về nhà. Tại sao lại không thích? I do, do ở đây là khẳng định mà. Thì là gì? Tôi gì? Ở đây đâu có thích đâu. Nó chỉ là, do là gì con? Do hả cô? Do là... Ngọc có biết dịch câu này không Ngọc? I do, do my homework in the evenings. Làm. Tôi làm bài tập về nhà. Trong... In the evenings là gì? Buổi sáng. Evening làm sao lại là buổi không. Sáng? Buổi chiều hả cô? Evening là buổi tối nha. Evening. I do my homework in the evenings. Cuối cùng thì tôi làm bài tập về nhà vào các buổi tối. Yeah. Some of my school friends live 10 kilometers away from me. Một số những bạn trong trường của tôi thì sống cách nơi tôi ở tận 10 cây, đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ... Sao nhỉ? Bây giờ Ngọc ơi, con tìm cho cô trong hai đoạn này có những từ nào mà có âm OW nhỉ? Con thấy cô xem màn hình không? Rồi, bây giờ con tìm cho cô những từ mà... OW hả cô? Ừ. Ngọc ơi, con nghe thấy cô nói đúng không? Ừ, bây giờ con tìm cho cô những từ mà có OW ở trong hai đoạn hồi nãy đi. Hai đoạn hồi nãy mình dịch đi. The towns. Ừ, towns. The
từ gì ở bên đoạn thứ hai nhỉ? Có nhiều từ ở bên đoạn thứ hai lắm. Từ có từ gì đấy nhỉ? Down. Ừ, down. Rồi. Con xem còn từ gì nữa không? Ừ. Hết rồi đúng không? Hình như là hết rồi. Thế bây giờ nào, hai bạn bây giờ tìm cho cô xem còn từ nào phát âm là OU nhỉ? OU thì cô thấy có rất là nhiều ở đây. Đâu, xem nào. Hai bạn tìm cho cô xem nào. Giờ cô. OU. Nó nhìn thấy cô nó mở. OU đúng không? Ừ, OU. Thì 10 câu đầu đúng không cô? Mountains đúng không? Mountain đúng rồi cô, mountain. Ừ. Còn từ gì nữa? Cả từ thì mình dò hết cơ. Giờ hai đoạn luôn hả cô? Ừ. Bên này thì không có đâu, nên là bây giờ con nhìn thử xem bên này có không, bên đoạn thứ hai có không. Con thấy hình như là có một từ thôi. Đâu ra, có nhiều nha. Nè, con thấy không? Bây giờ hai bạn nhìn này. Từ mountains là OU này. Còn từ gì ở dưới này đây? Từ house. Đọc lại cho cô. Hour. Hour. Đọc lại cho cô nào. Hour. Hour. Ngọc biết cách đọc không con? Ừ, hour nha. Từ này phải nhớ là âm H là âm câm, thế nên là mình không đọc chữ H ở đây, mình đọc là hour thôi. Rồi, tiếp theo là sẽ có từ, còn từ gì nữa không nhỉ? Hết chưa hai đứa nhỉ? Hết rồi, cô có hai từ. Ừ, hết rồi. Ok. Mình hơi lố giờ rồi. Để học đến đây là ok nhá. Để lần sau mình sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi ở dưới sau nhá. Yes. Ờ, bây giờ đợi cô xíu để cô xem có bài tập gì giao về nhà được không? Cô cũng vỡ bài tập với cô. Hả? Cô cũng vỡ bài tập dạo này không có làm. Vỡ bài tập dạo này không có làm nữa hả? Dạ không. Là không cần làm bài tập á? Không, vỡ bài tập dạo này ít làm, mới làm bài tập. Thế thì hôm nay cô phải giao để mà làm nhiều. Đúng rồi. Là bao nhiêu rồi? Đây để cô xem đã. Hôm nay mình sẽ... Rồi bây giờ Ngọc với Quỳnh mở cho cô vở bài tập trang số 43. Rồi cô. Các con làm cho cô, tí nữa cô sẽ rằng là cũng sẽ ghi lại xem là bài tập làm gì nhá. Bây giờ cô sẽ dặn qua là trang số 43 thì mình sẽ làm bài số 1, bài số 2 và bài số 3 luôn nhá. Làm cho cô trang 43 bài 1, 2, 3. Rồi cô. Ừ, nhớ chưa? Dạ nhớ. Với cả về nhà hai đứa quay cho cô một cái video nói tập luyện nói xem là trong một ngày mình làm những gì được không? Giả sử như ví dụ như là I have breakfast. I have shower, đúng không? Cô bằng tiếng Anh hay bằng tiếng gì cô? Hả? Bằng tiếng Anh hay bằng tiếng gì cô? Tất nhiên là tiếng Anh rồi. Hai đứa sẽ viết cho cô, xong rồi sẽ luyện nói cho cô một đoạn là chủ đề là một ngày làm những gì, được chưa? Tí nữa cô sẽ viết lại ở trong bốc chat rồi hai đứa đọc lại nhé. Ngọc với Quỳnh nghe rõ cô nói chưa nhỉ? Dạ nghe chứ cô. Em chưa nghe rõ lắm.
Có nghĩa là tối nay mình sẽ làm bài tập trang 43 bài 1, 2, 3 đúng không? Ngoài ra thì mình sẽ quay cho cô một video luyện nói. Nói xem một ngày mình làm gì đúng không? Ví dụ như hồi những cái bài trong hồi nãy cô dạy thì nó ghi là I have a shower, I have breakfast, nhớ không? Thì bây giờ sẽ luyện nói tiếng Anh cho cô khoảng 2-3 câu thôi. Luyện nói xem là một ngày mình đã làm những gì nhá. Được không? Yeah. Xong rồi. So, this is the end of class. Goodbye, class. Goodbye. Yeah. Two.